ngáy ghê. Nói nó giật mình luôn. Giấc này là mới có 10 giờ. 10 giờ sáng là cái giờ ngủ của mấy đứa đó. Trên này thì ba em, dưới này thì ba em. Nói chung là ngủ hết rồi. Nhà của chồng Cà Mau giờ này là mấy em là ngủ hết. Con cua nó ngủ nó ngáy khò. Nó mơ cái gì mà nó giật cái bạc. Thỏ thì ngủ, lỗ tai nó cúp lên. Để dùng lại cho mọi người xem nha. Đó. Ngủ là cuốn này, cái lỗ tai lên. Nó nghe sao á, giật vậy. Đó, con này nó ngủ nó giật kìa. Đó. Gái hư thần mất nết. Không dám nhúc nhích mạnh sợ nó thức giấc. Khổ thân vậy đó. Thôi ngủ đi cưng, không có làm gì nha. Tất cả đều ngủ. Ngủ rồi, tới giờ ngủ của mấy đứa rồi. Đây. Ngủ. Ngủ đi. Đây nè. Sáng nay thức dậy nè thiệt. Nói không ra lời luôn mọi người. Cái khăn trọng giặt cũng phơi nè, cũng kéo xuống nè. Cái áo ca sấu của trọng nè. Trời ơi. Trọng phơi không biết làm sao mà nó đem xuống, con này con thỏ nè. Nhiều khi có những buổi sáng mình không có nói ra lời được. Đây nè. Mọi người nghe ngoài đường ai bắn chó đây không? Nè, nó sáng nay là nó làm hai cái. Áo này áo mới luôn nè. Phơi á mọi người. Trọng phơi trên xào rồi xong rồi trời mưa á, rồi không biết gió thổi hay sao nó rớt xuống á. Là nó cắn. Thì sao không đi ngủ đi, rồi tao thức rồi ra đây nữa. Bởi vì nhiều khi nó ngủ mình không có dám nhúc nhích, sợ nó thức. Mèo cũng ngủ nữa. Đó, ngủ rồi gác đầu lên cái chai bành đã chưa. Đi ngủ đi. Thấy chưa. Nhà dưới cũng la liệt hết trơn. Nha, mọi người thấy không? Bắp kìa, bắp nó nằm như một cái ngoài trước. Nó nằm tiếp vào dựng nằm mình nằm một đống. Gà bữa nay nữa, ngày mai cho nó ăn gan. Cơm đó, cơm ở thêm mọi thấy khô, nó tơi rồi. Đậy nắp lại chút nữa. Nhưng mà mình phải rút cái điện ra. Đây, cơm của chồng nó dán đến con chút xíu vậy đây. Ăn thử cả chiều. Bữa nay trời nắng nè. Bữa nay là trời rất là nắng nên là chồng sẽ đợi nắng một chút nữa sau khi ăn cơm trưa. Chồng sẽ lau cái nhà hút bụi. Sao không ngủ đi, Lucky? Hả? Lucky à? Sao con không nằm ngủ đi? Mà con ra đây làm gì cũng mắc con buồn ngủ, anh biết rồi. Thế chứ không phải không buồn ngủ đâu. Giờ phải lấy đồ ăn cho cái ông mèo mèo này. Đồ ăn.
nhà lông chó nhiều lắm mọi người, lông lắm. Nói chứ chấp nhận nuôi, nó chấp nhận chuyện. Không có đường nào mà không có lông. Kỹ cỡ nào cũng có. Chó mà không có lông nè. Hả con, ăn đi con. Anh này lấy nước cho. Lấy cái tay đánh gì cũng biết ạ. Sáng là nó phơi nắng phơi đỏ chân nữa. Ngủ đi, tôi không có cho ăn đâu. Thiệt á, cái giờ mà 10 giờ đến 11, 12 giờ là gia đình trọng là bình yên nhất. Trời, đứng ngồi như mèo này chiến giá ngồi à. Nãy giờ nó ngủ á. Mà trọng cảm giác là bình yên nhất của gia đình trọng luôn. Không có con nào quậy hết á. Được rồi, ông ơi, tôi vệ sinh cho ông. Chứ không làm gì mà ông khì, ông móc gì vậy. Phơi nắng kìa. Sáng phơi, chó nhà trọng nó phơi nắng ngày mấy tiếng đồng hồ. Nga nằm gì đó phơi nắng. Lùm nữa nè. Bởi trọng nó cái bởi trọng nó chó quý vị mà phơi nắng là tốt nhất. Thật ra cái này thì chả ai tập nó cả. Chồng thấy nó tự động nó ra, con nào cũng ra, cho con nào nó cũng ra, nó nằm nó phơi gì nè. Rất là ấy luôn. Phơi nắng nóng lông luôn á. Đó. Bởi vì nó không có bị viêm da, nó không có bị bệnh bậy là vậy đó. Bởi vì chỗ nào mà có thuê trạm á, hoặc là có cái nhà ở á, trọng cũng rất là mong quý vị khán giả chừa cho các em một cái khoảng sân mà đủ ánh nắng chứ vô nóng càng tốt. Nó cứ ra nó nằm nè. Chừng nào nó thấy đã nó vô và ngượng lụng ra nó nằm nhắm mắt lại kìa, nó hưởng thụ kìa. Đây nè. Đó. Mọi người thấy không, nó ra nó hưởng thụ á. Chừng nào mà nó thấy đủ nó là nó nghỉ. Con nào như con đấy ngày bên anh nó sắp hàng nó phơi nắng luôn á. Nó ra nó nằm nó hưởng thụ nè. Cái này thấy không, ra nằm đã lắm. Ba chồng đây là chỗ nào mà có cái chỗ ở cho các em á, cố gắng làm cho các em một cái chỗ nào mà ánh nắng nó chiếu vô được cho nó phơi. Điều đó nó tốt lắm mọi người. Nó tốt hơn là cái gì hết trơn á. Đúng ra cái này mấy em ngủ mà chồng muốn quay cho mọi người xem nó thức hết trơn. Sáng thức dậy cắn nát hai cái áo, cái khăn, cái đó, rồi cái miếng vải đẩy xe của chồng á, là kéo xuống tụm năm tụm ba đái vô banh hết. Sáng nay mới giặt phơi nữa đó. Ở trên đó cũng đang nè, ra này chị phơi nắng. Ở dưới như vậy, ở dưới đang ngủ thôi, nhưng mà chồng chọc nó nghe tiếng của chồng rồi nó cũng ra thức ra, ở dưới nó cũng phơi nắng nữa đó. Nó ra cái chỗ đó nó chút nắng lên nằm sắp hàng đó, nó phơi. Tự nhiên mỗi lần nó phơi nắng chồng thấy đã gì đâu, chồng thương mà nó trời ơi kì, đã quá trời luôn kìa mọi người nè. Mẹ Tiết đâu rồi, mẹ Tiết vô đây coi lúc kia em nè. Đó, lúc kia em cũng phơi nắng đó thấy không. Lúc kia mày sáng cũng phơi rồi đó, giờ ra phơi lần nữa cũng ra nằm hưởng ánh nắng gì đó, bổ sung vitamin. Chỉ cần mà trọng nó thiệt, chỉ cần mà cho chó nó có một cái địa chỗ nắng nó nằm sạch sẽ mà nó ra nó ngâm mình ngoài nắng kiểu này là trọng bảo đảm với các bạn luôn là không bao giờ có bệnh bậy. Tại vì chó nó có hai loại bệnh nha, là trọng thấy là hai loại bệnh. Thứ nhất mà bệnh mà dễ dàng mà là nơi nào cũng dễ bệnh nhất, đó là bệnh viêm da, là nghĩa là bệnh ngoài da. Thì tại vì chó thì thường thường chúng ta biết là không có ai mà tắm thường xuyên, nuôi nhiều quá hay là gì đó thì không ai mà tắm rửa thường xuyên. Các bạn nói tắm thì chồng chả tin ai tắm đâu. Tại vì nhiều quá không tắm được, xịt nước lên người thôi chứ tắm thế nào được. Cái đó là chồng chia sẻ thật tình. Chồng đây nè, mười mấy con này mà tắm lần mấy tiếng đồng hồ. Chứ đừng có nói mà nhiều con mà nói hàng ngày thay phiên nhau tắm, nó dốc hết, nó phét,
nó vừa vừa thôi, nên là thường thường là bị viêm da, có khi là xịt nước lên người đó nữa. Rồi không có ánh sáng ở trong cái nhà ton, rồi chúng ta xịt nước lên cái người nó, rồi ở dưới sàn ẩm, lông trên thì ướt, rồi đầu cái nó bị là nấm, nó bị nấm da, rồi đầu cái nó càng ngày nó càng viêm, viêm thì có vi khuẩn và con này nó lây qua con kia. Đó là căn bệnh viêm da, là căn bệnh phổ biến nhất, là chồng thấy là rất là nhiều bé bị nha. Bệnh viêm da từ trong máu ra thì ít lắm, còn cái bệnh viêm da mà từ do cái môi trường bên ngoài vô là nhiều lắm. Nên là nếu mà không có tắm thì chúng ta chỉ phơi nắng. Thật ra chó tắm nhiều cũng không tốt, nên là chúng ta phải có một cái nơi nào đó cao ráo sạch sẽ, ánh nắng chiếu vô cho mấy em nó nằm. Cái bệnh thứ hai mà chồng thấy thường xuyên đó là mật. Bệnh này là chết nha. Bệnh viêm da thì nhìn xấu, nhìn gớm cho nó ít chết, và bệnh chết là bệnh này là bệnh tiêu chảy. Thật ra bệnh đường ruột, thật ra mình nói tiêu chảy nhưng đó là cái bệnh đường ruột. Trong bệnh đường ruột đó nó có hàng trăm hàng ngàn loại bệnh trong đó luôn. Giống như cái đường ruột chúng ta ăn mất vệ sinh cũng bị. Rồi nói chung là đến từ thức ăn, là chủ yếu ăn bậy ăn bạ cũng bị. Rồi nó trong cái phân của nó lại cũng có những con vi khuẩn, khi có một con nó bị rồi thì nó lây qua con khác. Nên là bởi vì tại sao mà nhà chồng ăn uống chồng chỉ cho ăn một lần, ăn ngon ăn một lần, và ăn xong là vài tiếng đồng hồ sau là chồng dọn hết, ăn đủ để không có thức ăn thừa, để chó đâu có biết gì đâu mọi người. Chúng ta cứ để đóng đó, hoặc là đổ đó từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng thì cái con nó ăn trước thì được, còn con ăn sau là nó ăn những cái thứ thức ăn mà thứ nhất là có vi khuẩn bám rồi, thứ hai là nó đã lên men lên mốc thì chó nó vẫn ăn. Đó thì có nghĩa là chó thì chồng phát hiện ra vậy. Bệnh mà dễ chết đó là bệnh từ đường ruột, có nghĩa là khi nào em nào tiêu chảy là có nguy cơ mất á. Không nói nhiều, nên là chúng ta cho ăn uống nó đừng để thức ăn thừa. Thứ hai là cho ăn đồ ăn về nấu nướng cũng phải rửa chút xíu. Ví dụ như thịt, thịt chúng ta chắc chắn là chúng ta mua thịt nó thịt dởm rồi, thịt không chất lượng rồi, chứ ai đâu mua thịt mà ngon, thịt tươi đúng không? Rồi đầu gà đầu nó mần thì nó đã dục qua dọn cái thuộc bên phế phẩm rồi, nên là chúng ta mua về chúng ta ít nha, chúng ta phải rửa xong rồi mới đông đá nha, nếu mà có tủ đông đó. Nói thiệt là vậy, phải cho nó ăn một cách là hơi sạch sẽ thì nó mới đảm bảo cái khâu đường ruột thì nó sẽ không có bệnh đường ruột. Thứ hai là chỗ mà như mọi người thấy nhập chỗ phơi nắng thế này là ok rồi, ra chỗ này phơi hết rồi đó. Phơi chừng nào thấy nó đã, chồng cảm giác nó đủ là nó vô à, ngày nào nó cũng ra nó phơi vậy chứ, nắng nóng vậy nó cũng ra nữa. Để mọi người để chồng chia sẻ cái này nữa mới ao. Chồng biết là có rất là nhiều quý vị khán giả thương gia đình của chồng, thương xem từng cái video lúc lên là xem liền luôn á, rồi cũng góp ý cho chồng là cái kiểu là mua cái món này mua món kia về làm cho mèo, về làm cho chó ăn. Thì chồng hiểu được cái tấm lòng của quý vị khán giả là thương gia đình của chồng, rồi thương các em. Nhưng mà chồng chia sẻ thế này là tại vì chồng nuôi cũng khá là ít, chồng cũng không phải là một cái trạm cứu hộ, nên cái sự quan tâm của Mạnh Thường Quân đối với gia đình của chồng thì nó cũng có cái mức độ nào thôi. Lâu lâu thì các cô các chị gọi là nhớ thì có gửi cho các bé một chút xíu gì đó, cũng có khi một tháng có một lần hai lần, có những tháng là không có, có khi hai ba tháng không có luôn. Nên là cái việc chính của chồng là phải đi quay YouTube để kiếm cái tiền thu nhập từ kênh YouTube. Thứ hai chồng còn làm nhiều việc khác nữa, mà nhiều việc khác thì chồng không thể tiện chia sẻ ở đây được. Mà nói chung là chồng cũng làm dịch vụ cho người ta, cũng nãy kia cũng kiếm thu nhập, cũng gán làm để có tiền để trang trải ở nhà, là trang trải cái tiền mà mướn mặt bằng nè, rồi hỗ trợ cho Vũ nuôi vợ nuôi con nó, chứ không phải là làm không. Về tiền ăn có các em nữa, nên là quý vị cứ nói là chồng ơi cho ăn, ví dụ như hai buổi này, hoặc là nấu một lần nấu hai ba nồi cơm, rồi mua cái này cái kia về để chế biến thêm. Chồng không có tiếc tiền, mà chồng không phải là chồng không có khả năng, nhưng mà chồng không có cái thời gian. Tại vì bản thân của chồng không phải là trạm cứu hộ, nên là chồng không phải dành hết cái thời gian để chăm sóc các em, mà chồng nuôi rồi chồng chăm sóc các em
bằng những cái khoảng thời gian là đã quy định rồi, buổi sáng tới giờ nào, buổi chiều tới giờ nào, buổi tối dở như thế nào. Cái thời gian phần lớn là Trọng phải đi làm, chứ Trọng không phải là một cái trạm cứu hộ rồi được quá nhiều mạnh thường quân mà người ta nuôi, người ta cung cho mình để mình chỉ có việc chăm sóc. Đó là không phải. Có những cái giai đoạn vài tháng trời Trọng không có một cái được mạnh thường quân nào là giúp đỡ, thì cũng có những tháng là có, thì có những khi mà rồi có những tháng là do Trọng đi trao cho người này người kia đó. Ví dụ như gửi 100 đô rồi trao 2 triệu, còn mấy trăm cho tiền xăng thì cũng dư ra. Hoặc là cũng có những mạnh thường quân là gửi cho chỗ kia 200, cho Trọng 50, cái kiểu là như vậy. Chứ còn tự động gửi về gia đình Trọng mà hỗ trợ giúp Trọng nuôi các em thì ít lắm, có nhưng mà ít lắm, lâu lâu mới có, và có tháng không hề có, có 2-3 tháng không hề có luôn. Nên là bắt buộc Trọng phải đi làm rất là nhiều, Trọng phải tìm mọi cách để đi làm. Trọng cũng không có chia sẻ nhiều cái vấn đề này, tại vì khi mà đụng đến tiền bạc hay gì đó nó rất là khó khăn. Cũng giống như là mọi người thấy như là đúng ra Trọng không nói nhưng mà để Trọng chia sẻ luôn. Ví dụ như mọi người thấy là khi mà Trọng mua được một cái miếng đất, Trọng chia sẻ lên với quý vị để quý vị chia sẻ cái niềm vui của Trọng, và Trọng cũng có tâm sự cái chuyện khó khăn là Trọng cũng đã vay mượn nhiều, vay mượn rất là nhiều, nên là cũng có những cái gọi là thiếu thốn trong cái khâu xây dựng. Trọng cũng muốn là được hỗ trợ giúp các em xây một cái chuồng chó cho nó chắc chắn, để chi sau này để Trọng xây giường nè, các cái nơi để cho các em có một cái cuộc sống nó ổn định hơn. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị một cái tin vui, từ khi mà Trọng đưa cái thông tin đó lên tới thời điểm này cũng một tháng, chắc một tháng rồi đó, cũng rất là vui. Trọng chia sẻ đó là từ khi Trọng đưa thông tin mà có cái sự thiếu thốn đó, cần cái sự hỗ trợ của cộng đồng, thì một cái tin cũng rất là vui là tới giờ phút này là chưa có một người nào gọi cho Trọng hết, và cũng chưa có một cái khán giả nào là giúp một cái ngàn nào hết. Nói chung là đó là con số zero. Thì Trọng cũng không có gì hết, thì Trọng cũng sẽ cố gắng là khi mà hoàn thành thủ tục vay mượn gì đó chắc sau Tết là Trọng cũng tiến hành, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Và Trọng cũng sẽ không nhắc lại cái vấn đề này nữa, nhắc đi chứ lại nó nhục quá mọi người. Thì thôi, Trọng chia sẻ với quý vị khán giả, chia sẻ cái ngày hôm nay Trọng cũng đang ở nhà một mình. Lúc đầu thì cũng chính chia sẻ với mọi người mà mấy bé ngủ nó cười ra, nó ngủ nó ngáy rồi cái thứ, sau đó rồi sẵn lên cái clip á rồi mình nói luôn cái chuyện là các bé là phơi nắng ăn uống, cũng như về cái cuộc sống của gia đình Trọng một cách thực tế. Tại vì có nhiều người góp ý là phải thế này phải thế kia đây đó, thì Trọng cũng xin trả lời gọn nhẹ và nó chính xác là như vậy. Là tại vì Trọng bởi vì hình thức mình là hình thức gia đình không phải các cái trạm, nên là không thể dành hết thời gian mà cho các em được. Như vậy là tốt quá rồi mọi người, dành hết thời gian là cả người cả chó đói xong chừng 2 tháng không có tiền là bị đuổi ra khỏi đây liền. Thôi, Trọng xin dừng video đây, chúc mọi người thiệt là nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, có những giây phút giải trí với gia đình nhỏ Trọng Cà Mau. Mọi người thương Trọng thì cho Trọng một like, một share để kênh của Trọng càng ngày càng phát triển. Bye bye tất cả mọi người.